trước hội nghị bất thường, vì sao Tô Đại bị tập thể lãnh đạo đảng cô lập. Binh bất yếm trá là một trong 36 trước binh pháp của Tôn Tử, và nó cũng là điều nằm lòng của các tướng lĩnh cũng như chính trị gia. Mọi sự chủ quan, khinh địch hay đánh giá thấp đối thủ, cũng như cao ngạo, tự tin quá mức sẽ dẫn đến sự thất bại tất yếu. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đại hội lần thứ 12 đã thất bại trước ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bởi nguyên nhân vừa kể trên. Tiếc rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa là một tướng lĩnh, vừa là một chính khách có tên tuổi, cũng đi theo vết xe đổ của đàn anh Ba Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Kể từ cuối năm 2021 cho đến nay, nhất là từ cuối năm 2023, Bộ Công an dưới sự chỉ huy của Tô Lâm đã hoành hành gây xáo trộn chính trường Việt Nam như trốn không người. Dù rằng cho đến thời điểm trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn bao trùm trong nội bộ đảng. Ngược dòng thời gian, đầu tháng 11 năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đã dính vào scandal bít tết rát vàng, đầy tai tiếng tại Anh Quốc. Ngay sau đó, một số lãnh đạo và phe cánh trong đảng đã muốn nhân cơ hội này tìm cách hạ bệ Tô Lâm. Kể cả ông Trọng trong một hội nghị lãnh đạo đảng cấp cao đã lên tiếng mỉa mai rằng miếng ăn là miếng tồi tàn, kém ăn một miếng lộn gan lên đầu. Tô Lâm coi đó là một sự xúc phạm cá nhân, nhưng ngay lập tức cuối tháng 12 cùng năm, ông đã chỉ đạo Bộ Công an khởi động đại án Việt Á, tiếp đó là đại án chuyến bay giải cứu, tống giam hàng loạt quan chức cấp cao như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh, sau đó hai phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, rồi cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều phải xin thôi chức vụ. Vậy mà không dừng lại ở đó, Tô Lâm thừa thắng xốc tới, đầu năm 2024 tiện tay thịt luôn hai ủy viên Bộ Chính trị thuộc hàng tứ trụ, đó là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vốn là hai đệ tử trung thành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt nâng đỡ từ lâu. Điểm khác biệt trong việc hạ bệ Vương Đình Huệ khác với Võ Văn Thưởng ở bối cảnh ông Huệ bị các đồng chí của ông trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ép từ chức ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình và ông Vương Đình Huệ. Có thể nói với tiền lệ của ông Huệ, từ nay sẽ không còn ai trong Bộ Chính trị, kể cả tứ trụ, được phép an toàn hay bất khả xâm phạm. Một khi đã nhúng chàm, đây thực sự là một cơn địa chấn của nền chính trị Việt Nam. Hơn nữa, Huệ Vương còn là ông trùm của phe Nghệ Tĩnh, mà chính ông Trọng cũng dựa vào lực lượng này để mà duy trì quyền lực cho mình. Quan trọng hơn, ông Huệ đã bị truất phế ngay sau chuyến thăm cấp cao tại Trung Quốc, với sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, kể cả ông Tập Cận Bình. Vậy mà chỉ hơn một tuần sau khi ông Vương Đình Huệ về nước, tình hình đã đảo lộn đến mức khó tin. Giới quan sát thấy rằng, hoặc lãnh đạo Hà Nội bây giờ không còn coi lãnh đạo Bắc Kinh ra gì, hoặc phía sau Đảng Cộng sản Việt Nam có một thế lực hùng mạnh hơn, dám coi thường cả Trung Quốc. Việc ông Tô Lâm ra tay xử lý hàng loạt cán bộ cấp cao, chủ chốt một cách chớp nhoáng là điều chưa từng thấy trong tiền lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến nay bây giờ, kể cả khi đặc phái viên của họ Tập là bà Hạ Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tức tốc bay sang Hà Nội đòi can thiệp cho Huệ Vương thì cũng vô tác dụng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Giới quan sát cho rằng chưa bao giờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dám vuốt mặt mà không nể mũi với Trung Quốc và Tập Cận Bình đến như thế. Và đó chính là lý do khiến ông Tô Lâm rơi vào tình thế bế tắc, gần như không có lối thoát. Một nguồn tin từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.de rằng Bộ Chính trị họp rất căng thẳng. Các phe đã hợp lực để ép Bộ trưởng Tô Lâm phải nhận chức Chủ tịch nước. Tất nhiên, ông Tô Lâm không muốn, nhưng chỉ còn ít ngày nữa thì rất khó có thể lật kèo được, hay không thì chưa biết. Sở dĩ các phe hợp lực ép Tô Lâm lên chức Chủ tịch nước vì không muốn Tô Lâm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an nữa, do đánh bắt quá nhiều người của các phe, nên trước mắt cứ hợp lực để đẩy Tô Lâm đi được cái đã. Và khi Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước mà không kiểm soát Bộ Công an, thì sau đó số phận cũng rất mỏng manh, có thể bị đốn ngã bất cứ khi nào, giống như Võ Văn Thưởng đang có làn sóng đánh vào công ty sân sau của Tô Lâm là tập đoàn Xuân Cầu để gây sức ép. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn vừa xem bản tin trước hội nghị bất thường, vì sao Tô Lâm bị tập thể lãnh đạo đảng cô lập? Vì sao ghế của Tô Đại rung lắc mạnh, liên quan gì tới Bộ Quốc phòng? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang vào tình thế
thập diện mai phục. Đó là điều khẳng định của giới phân tích, đồng thời không quá sớm để có thể khẳng định cuộc đảo chính không tiếng súng của Tô Lâm sẽ phải sớm chấm dứt. Tương lai và số phận chính trị của ông Tô Lâm về cơ bản sẽ được quyết định sau kỳ họp thường niên lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5. Bởi kỳ họp này có một nội dung quan trọng là bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Trước kỳ họp Quốc hội, Hội nghị Trung ương 9 của Đảng sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5, cũng để thông qua phương án nhân sự cấp cao theo nguyên tắc Đảng cử Quốc hội bầu. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hiện nay, với giới hạn tuổi không được quá 65 khi tham gia Bộ Chính trị, nên muốn giành được trường hợp ngoại lệ thì bắt buộc Tô Lâm phải lọt vào tứ trụ để được ở lại cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Tuy nhiên, trong những ngày này, mạng xã hội đã loan truyền hàng loạt tin xấu, thậm chí là rất xấu, có thể ảnh hưởng tới tương lai chính trị của ông Tô Lâm. Trước hết, vào sáng ngày 12 tháng 5, xuất hiện tin Trung tướng Đỗ Văn Hoành, nguyên Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01, Bộ Công an đã bị bắt giam vì nhận 5 triệu đô la tiền hối lộ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà trùm Trương Mỹ Lan. Ông Hoành bị cho là đã về hưu từ đầu tháng 2 năm 2024, nhưng cách đây hơn 2 tháng, tờ Thời báo .d đã đưa tin ông đang bị điều tra. Đến nay, nguồn tin mới xác nhận ông Hoành đang bị tạm giam tại trại giam B14 của Bộ Công an. Tại sao lại thực hiện lệnh khởi tố bắt giam tướng Hoành tại thời điểm nhạy cảm này? Đây là điều một công luận thắc mắc. Chưa hết, thông tin Giám đốc Công an Lạng Sơn đã bị bắt trọn ổ với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo đó, một nguồn tin nội bộ từ Hà Nội đã tiết lộ với Thời báo .d như sau. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt hết, từ Giám đốc đến các Phó Giám đốc và trưởng phòng, với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, nhưng khi công bố sẽ nói là can tội buôn lậu. Theo giới quan sát, dưới thời của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, việc sắp xếp bố trí nhân sự lãnh đạo trong ngành công an từ cấp giám đốc, cục trưởng hoặc tương đương đều do Tô Lâm quyết định. Do đó, nếu để xảy ra việc Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn toàn bộ bị bắt vì làm gián điệp cho Trung Quốc, thì Tô Lâm cũng phải chịu trách nhiệm trong cương vị người đứng đầu một hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng đã loan truyền các tài liệu tiết lộ những bí mật động trời ở công ty cổ phần Xuân Cầu Holding, một tập đoàn thuộc sở hữu của nhà họ Tô ở Hưng Yên, là sân sau của Tô Bộ trưởng. Nghiêm trọng hơn, bài báo tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ của nhà báo Hồng Ngọc đăng trên báo Tiếng Dân mới đây đã tiết lộ như sau. Hiện Cityland là một sân sau của cố đại tướng Phùng Quang Thanh, đang là chủ dự án Cityland Luxus Mễ Trì với tổng số vốn đầu tư là 1.750 tỷ đồng trên lô đất 6 hectare tại Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguồn gốc đất đến từ dự án của VOV và thu hồi của dân đền bù với giá rẻ mạt gây khiếu kiện kéo dài. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, ông Đỗ Tiến Sĩ là ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Ông Sĩ là đồng hương Nhãn Lồng, một nhân vật được cho là đàn em thân cận của Bộ trưởng Bộ Công an. Việc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV để cho một tập đoàn sân sau của tướng Phùng Quang Thanh, một lãnh đạo đầy tai tiếng kinh doanh bất động sản trên đất của Đài Tiếng nói Việt Nam, là một điều hết sức bất thường và nghiêm trọng. Chắc chắn việc này có liên quan đến Tô Lâm. Tác giả Hồng Ngọc cũng cho biết, mới đây vào hôm 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bồi cho liên doanh giữa công ty cổ phần Xuân Cầu Holding với công ty đầu tư địa ốc Cityland, diện tích phê duyệt là 60,3 ha, tổng vốn là 5.500 tỷ đồng, trong đó Xuân Cầu góp 85%, Cityland góp 15%. Nghĩa là công ty của gia đình họ Tô đã liên doanh với công ty Cityland, vốn là sân sau của một tướng quân đội. Trong liên doanh này, vốn góp của nhà họ Tô hoàn toàn áp đảo lên tới 85%. Tổng Trọng và Đại tướng Phan Văn Giang công luận nhận xét, từ đầu cuộc chiến phe phái đến nay, quân đội đứng ngoài mọi tranh chấp. Nhưng nay có dấu hiệu họ đã bắt đầu vào cuộc hoặc bị kéo vào cuộc. Và Bộ Quốc phòng sẽ lật lại hồ sơ đối với ông Tô Lâm. Không hiểu hàng loạt thông tin vừa kể trên liệu có phải là những bí mật do bên quân đội tung ra hay không. Xin nhắc lại, nếu Bộ Chính trị đồng thuận ra một nghị quyết giao cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng kết hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương điều tra về Tô Lâm, thì số phận của ông sẽ được định đoạt ngay lập tức. Quý vị và các bạn hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin
vì sao ghế của Tô Lâm đang rung lắc mạnh liên quan gì tới Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.